Xin chào anh em thợ nhé. Hôm nay mình tiến hành gọi là thực hiện cái chức năng giả lập cái tín hiệu đánh lửa từ ESM cấp cho bô bin sườn. Thì mình đã kết nối giữa motor can rồi là motor bốc rồi là nguồn trên xe các bạn nhé. Thì cái phương pháp kết nối vẫn như những video trước mình đã nói rồi nhé. Các bạn chưa xem các bạn xem lại nhé. Thì cái phương pháp này rất đơn giản. Nối sẵn rồi đúng không ạ? Can kết nối với motor bốc này, mã cáp này, mã cáp bấm vào cho nó rõ. Các bạn chỉ có lưu ý các bạn là nguồn là mình dùng nguồn trên xe, mình vẫn nói ở những cái video trước rồi. Đấy, nguồn acquy lấy trên xe nhé. Đây, nguồn cặp ở trên xe sẵn đi. Các bạn không được lấy cái một cái acquy bên ngoài, mình sẽ không thể giả lập được cái tín hiệu của các cảm biến đâu. Thì motor bốc thì các bạn cho vào cửa số 2 các bạn nhé. Đấy, cửa số 2. Đấy, cửa số 2 chính là kim vun và bô bin sườn cho vào cửa số 2 các bạn nhé. Thì bây giờ là mình đã lập cái tín hiệu đánh lửa từ ESM cấp ra để mình kiểm tra xem là gì, kiểm tra xem là cái bô bin sườn của mình có còn tốt không nhé. Anh em mà có sẵn cái bô bin rồi thì anh em cắm một cái là cái này. Đấy, như là với anh em chưa có bô bin thì mình dùng cái tín hiệu này để mình kiểm tra cái bô bin sườn xem là còn chức năng đánh lửa còn tốt không, anh em sẽ kiểm tra được ngay. Đấy, nếu mà mình đã lập mà không có tín hiệu từ bô bin sườn cấp ra thì chắc chắn 100% là ECM đã bị chết rồi đúng không ạ? Đấy, thì anh em cứ đi mua một cái bô bin sườn để anh em cắm vào là ok nhé. Sau khi mình đã kiểm tra những cái đường dây liên quan. Đấy. Thì đây mình đã kết nối sẵn rồi. Đó, thì bô bin sườn thì như anh em biết rồi, cái điện dây đen đấy, con Ablet đời 2011-2012 thì cái đường dây đen sâu quá là nó cắm sẵn ở cái bô bin sườn rồi. Đấy, bô bin sườn phía trong đây. Đây nó đây. Đây các bạn, bô bin sườn phía trong này các bạn. Đấy, nó cắm sẵn rồi nhé. Thì là lúc nào mình bật chìa khóa điện lên thì bô bin là cũng có điện luôn đúng không ạ? Điện dương acquy 12V chờ sẵn ở đây rồi đúng không ạ? Thì nó chỉ còn có chờ tín hiệu âm từ ECM cấp ra là bô bin hoạt động đúng không ạ? Đấy, ECM điều khiển chức năng đánh lửa bô bin sườn đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Giả lập cái tín hiệu từ ECM cấp ra. Đấy, giả lập cái tín hiệu từ ECM cấp ra để xem bô bin có hoạt động tốt hay không đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ mình tiến hành làm nhé. Mình chọn về gì chức năng đặc biệt các bạn nhé. Mình chọn chức năng đặc biệt. Đấy, cũng như giống như cái giả lập tín hiệu đặc biệt khác rồi. Kết hợp này. Đây mình chọn về tín hiệu giả lập cái đây IGPLS đây chính là giả lập cái tín hiệu chức năng đánh lửa. Đấy, từ ECM cấp cho bô bin sườn nhé. Mình chọn là ok này. Đấy, các bạn đã nghe chưa? Đấy, khi mình bật ổ khóa điện lên thì là gì? Mình bật ổ khóa điện lên thì là đã có tín hiệu cao áp đánh lửa ra, các bạn nhìn chưa? Đấy, đánh lửa rất là khỏe, kêu đánh tách tách. Đấy, các bạn nhìn chưa? Các bạn nhìn có rõ không nhỉ? Đây này, đây mình dí ở đây cho các bạn nhìn thấy nhá. Đây nhá, rất là khỏe, các bạn nhìn chưa? Đây này, tín hiệu đánh lửa này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, đấy, như thế này là gì? Mình kết luận là gì? Cao áp tốt đúng không ạ? Đấy, cao áp tốt. Đánh lửa rất là khỏe. Mình sẽ tăng cái đánh lửa lên nhé các bạn nhé. Đây này, thế này là tốc độ máy là 240 vòng trên phút. Thì mình bấm gì? Bấm phím 4 là giảm mà bấm phím 6 là tăng nhé. Mình để ra đây để mình bấm cho các bạn xem. Đây, mình sẽ tin theo mình bấm nhé. Mình 6 này.
tăng lên 708 vòng phút này, 825 vòng phút này. Đấy. Các bạn nhìn tín hiệu anh rửa đánh anh kia thôi. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy, đánh rất là khỏe. Các bạn nhìn chưa? Đấy, đây là tốc độ động cơ chạy cao đây, các bạn nhìn chưa? Đấy. Đấy, đánh tách 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 luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Vậy thì như cái chức năng này thì là mình sẽ kết luận là gì? Bobin cao áp tốt nhé, bobin sườn tốt. Đấy, vì các bạn thì cái nhiệm vụ của các bạn là gì? Chỉ việc nếu mà nó đã tốt rồi thì mình sẽ loại trừ những cái nguyên nhân hiện tại bobin. Đấy, nếu mà nó không có tín hiệu đánh lửa ra thì mình sẽ loại trừ cái nguyên nhân là do bobin hỏng và bobin của mình là tốt. Còn nếu nó không có tín hiệu đánh lửa thì chắc chắn là chết rồi, đúng không ạ? ECM cấp cho bobin sườn. Đấy thì mình nối ngay vào đây. Thế còn nếu mà anh em mà tháo ra mà anh em có thể cắm ngay vào từ chân từ ECM cấp xuống bobin sườn thì anh em sẽ loại trừ được cả một cái đoạn dây đứt từ ECM về bobin sườn nữa, đúng không ạ? Đấy, nhưng ở đây thì mình cho trực tiếp vào bobin sườn thì mình kiểm tra bobin sườn luôn. Bây giờ mình hướng dẫn gọi là nhanh thôi, đúng không ạ? Và nếu anh em đưa vào chân IC đấy, cấp xuống đây thì anh em sẽ loại trừ được cả cái đoạn dây từ ECM cấp cho bobin sườn cho nó có bị đứt không nhé. Đấy, thì đây là một cái chức năng rất hay giữa motocam kết hợp với motobox để giả lập cái tín hiệu đánh lửa từ ECM cấp cho bobin sườn. Thì video này mình xin dừng ở đây, hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.